Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Minh Phú nha. Sẽ có một số phôi giấy Mỹ giá rẻ cho quý cô chú anh chị em mình về sưu tầm mình ghép nha. Rồi, chào Phú. Dạ, chào anh Thái và chào cô chú anh chị đang ủng hộ kênh của anh Thái nha. Hôm nay em cũng về một số mặt hàng phôi phục vụ của chú anh chị mình nha. Hàng phôi bên em thì bao sống và bao ship nha quý cô chú anh chị. Dạ, đầu tiên lên cây mã số 1 cho mình nha. Chiều cao của cây là 50. Hoành của cây là 21 hoành. Sổ đế của cây là 35. Cái mã số 1 em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 200k, em bao phí ship toàn quốc với cô chú anh chị mình luôn ạ. Cây bảo hành sống nha quý cô chú anh chị. Mã số 2. Chiều cao của phôi 60. Hoành của phôi em đo vị trí này là 19 hoành. Sổ đế của phôi vẫn là 35. Cái mã số 2 này em xin giao lưu với quý chú anh chị mình là 180k, bao phí ship toàn quốc quý chú anh chị mình luôn ạ. Tiếp theo lên phôi mã số 3. Chiều cao của phôi 50. Hoành của phôi ngay dưới này là 20. Sổ đế của cây 30. Cái mã số 3 này em xin giao lưu với quý chú anh chị mình là 150.000, bao phí ship toàn quốc quý chú anh chị mình luôn ạ. Tiếp theo lên cái mã số 4. Cây rất đẹp quý anh chị em. Dạ. Chiều cao 40. Hoành eo dưới này là 23 hoành. Sổ đế của cây 30 quý cô chú anh chị. Cây này liền là cây ngũ của chú anh chị. Đi sữa đường co nha. Rất là dạ. Gắt ha. Dạ. Rồi, cây mã số 4 này em xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 250.000, bao phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Tiếp theo, cây mã số 5. Chiều cao của phôi 60. Hoành của phôi là 17. Sổ đế của phôi 60. Ồ lộn, sổ đế của phôi là 30 quý cô chú, 35. Dạ, cái mã số 5 này xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 180.000, bao phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Tiếp theo lên cái mã số 6 quý cô chú anh chị ơi. Thông cảm. Phôi này bỏ tay rất là đẹp quý anh chị. Dạ, bỏ tay cành rất là đẹp. Dạ, chiều cao của phôi 50. Chiều cao của phôi mã số 6 là 50. Hoành là 21 hoành. Sổ đế là 30. Rồi, cái mã số 6 này xin giao lưu của chú anh chị mình là 180.000, bao phí ship toàn quốc với chú anh chị mình luôn ạ. Cái mã số 7. Chiều cao của phôi 55. Hoành của phôi vị trí này là 23 hoành. Sổ đế 35. Cái mã số 7 này xin giao lưu của chú anh chị mình là 200k, bao phí ship toàn quốc với chú anh chị mình luôn ạ. Cây bên em thì là chơi là bảo hành sống cho mình nha. Cái mã số 8, chiều cao của phôi là 50. Hoành của phôi là 21 hoành. Cái mã số 8 này con xin giao lưu với cô chú anh chị mình là giá là 200k, con bao phí ship toàn quốc với cô chú anh chị mình luôn ạ. Tiếp theo con lên cái mã số 9 của cô chú anh chị ơi. Chiều cao của phôi là 50. Hoành của phôi là 19 hoành. Sổ đế 30. Cái mã số 9 này con xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 150.000, không bao phí ship toàn quốc với cô chú anh chị mình luôn ạ. Tiếp theo con lên cái mã số 10. Chiều cao của phôi 50. Hoành của phôi ngay vị trí này là 25 hoành. Sổ đế của phôi là 30. Cái mã số 10 này con xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 200k, không bao phí ship toàn quốc với cô chú anh chị mình luôn ạ. Tiếp theo con lên phôi mã số 11. Chiều cao của phôi là 50. Hoành của phôi là 24 hoành. Sổ đế 30. Cái mã số 11 này xin giao lưu của chú anh chị mình là giá là 200k, cũng bao phí ship toàn quốc với chú anh chị mình luôn ạ. Cái mã số 12. Chiều cao của phôi 50. Hoành của phôi là 17 hoành. Sổ đế của phôi là 30. Dạ, cái mã số 12 này con xin giao lưu với cô chú anh chị mình là giá là 120.000, con bao phí ship toàn quốc với cô chú anh chị mình luôn ạ. Có một rải quý anh chị em. Dạ. Cái này là cái sữa nụ. Cái nụ của cô chú anh chị. Rất là đẹp nha.
Rồi cái tiếp theo cái mã số 13. Lô này đế già quý anh chị em. Yeah. Chiều cao của phôi là 40. Hoành của phôi ngay vị trí này là 30 hoành. Số đế của phôi là 30. Dạ cái mã số 13 này con xin giao lưu của chú anh chị mình, giá là 200.000 con bao phí ship toàn quốc của chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 14. Chiều cao của phôi là 60. Hoành của phôi là 19 hoành. Số đế 30. Mã số 14 này con xin giao lưu với chú anh chị mình, giá là 180.000 con bao phí ship toàn quốc của chú anh chị mình luôn ạ. Tiếp theo cái mã số 15. Chiều cao của phôi là 30. Này để bàn của anh chị em. Dạ. Hoành của phôi ngay chí này là 12 hoành. Số đế của phôi là 30. Rất là đẹp nha. Cái mã số 15 này xin giao lưu với chú anh chị mình là 150.000 con bao phí ship toàn quốc với chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 16. Chiều cao của phôi 40. Hoành của phôi là 20 hoành. Số đế của phôi là 30. Cái mã số 16 này cũng xin giao lưu với chú anh chị mình, giá là 150.000 con bao phí ship toàn quốc với chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 17. Chiều cao của phôi 55. Hoành ngay vị trí này là 16 hoành. Số đế của phôi là 30. Cái mã số 17 này xin giao lưu với chú anh chị mình là 150.000 bao phí ship toàn quốc với chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 18. Chiều cao của phôi 50. Hoành của phôi là 21 hoành. Số đế của phôi là 30. Cái mã số 17 này con xin giao lưu với chú anh chị mình giá 18. Này con xin giao lưu với chú anh chị mình giá là 200k con bao phí ship toàn quốc với chú anh chị mình luôn ạ. Tiếp theo cái mã số 18. 19. Rồi chiều cao của phôi là 50. Một rễ rất là quái quá chị. Hoành của phôi ngay chí này là 30 hoành. Rồi cái mã số 19 này con xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 300k con bao phí ship toàn quốc với cô chú anh chị mình luôn ạ. Cây này mình chơi bonsai được hai mặt tiền ha. Dạ. Mặt nào cũng đẹp chứ quý chú anh chị. Dưới đây đóng nguyên hàng đặt luôn nha. Rồi tiếp theo cái mã số 20. Chiều cao của phôi là 60. Hoành của phôi là 22 hoành. Số đế là 35. Cái mã số 20 này con xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 230.000 con bao phí ship toàn quốc với cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 20 230.000. Mã số 21. Chiều cao của phôi là 40. Hoành của phôi ngay vị trí này là 29 hoành. Số đế là 30. Cái mã số 21 này con xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 200k không bao phí ship toàn quốc với cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 22. Chiều cao của phôi là 50. Hoành của phôi là 15. Mã số 22 này con xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 150.000 con bao phí ship toàn quốc với cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 23. Chiều cao của phôi là 45. Hoành của phôi là 20 hoành. Rồi cái mã số 23 này cũng xin giao lưu với chú anh chị mình là 180.000 bao phí ship toàn quốc với chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 24. Chiều cao của phôi là 50. Hoành của phôi là 20. Mã số 24 này xin giao lưu với chú anh chị mình là cũng giá là 180.000 bao phí ship toàn quốc với chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 25. Phôi một rễ bỏ tay cành rất là khéo anh chị em. Dạ. Chiều cao của phôi là 50. Cành 1, cành 2 đẹp ha. Dạ. Hoành là 19 hoành. Mã số 25 này xin giao lưu với chú anh chị mình là 180.000 bao phí ship toàn quốc với chú anh chị mình luôn ạ. Cây này vô thế luôn anh chị em.
mã số 26. Chiều cao của phôi là 60. Hoành của phôi là 17 hoành. Mã số 26 này xin giao lưu của chú anh chị mình là 180.000 bao. Bao phí ship toàn quốc của chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 27. Chiều cao của phôi là 60. Rồi, số 27. Chiều cao 60. Hoành là 17 hoành. Số đế là 25. Rồi, mã số 27 này xin giao lưu quý của chú anh chị mình 180k, bao phí ship toàn quốc với của chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 28. Mini của anh chị em. Dạ. Chiều cao của phôi 30. Hoành của phôi là 14 hoành. Mã số 28 này xin giao lưu quý của chú anh chị mình giá là 130.000, bao phí ship toàn quốc với của chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 29. Chiều cao của phôi là 60. Hoành của cây là 20 hoành. Và mã số 29 này xin giao lưu với của chú anh chị mình giá là 200k, bao phí ship toàn quốc với của chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 30. Chiều cao của phôi là 50. Hoành của phôi là 19 hoành. Số đế 30. Mã số 30 này xin giao lưu với chú anh chị mình giá là 200k, bao phí ship toàn quốc với chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 31. Mỏ rễ rất là đẹp luôn chị. Chiều cao. Chiều cao của phôi là 50. Hoành của phôi là 20. Số đế của cây là 30. Mã số 31 này xin giao lưu với chú anh chị mình giá là 200k, bao phí ship toàn quốc với chú anh chị mình luôn ạ. Có hai rễ treo rất là khéo anh chị. Mã số 32. Củ đặc luôn nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của phôi 70. Hoành của phôi là 23 hoành. Số đế là 30. Cái mã số 32 này xin giao lưu của chú anh chị mình giá là 250.000, bao phí ship toàn quốc của chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 33. Giống như có option của anh chị. Dạ. Chiều cao của phôi 50. Hoành của phôi vị trí này là 23 hoành. Số đế 30. Mã số 33 này xin giao lưu với chú anh chị mình là 250.000, bao phí ship toàn quốc của chú anh chị mình luôn ạ. Số 26. Ủa mà số 34. Chiều cao của phôi là 50. Hoành của phôi là 20. Số đế 35. Rồi, cái mã số 34 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình cũng là giá là 250.000 nha, bao phí ship toàn quốc với cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 35. Chiều cao của phôi 50. Hoành của phôi là 20. Số đế 30. Rồi, cái mã số 35 này xin giao lưu với chú anh chị mình là 180.000, bao phí ship toàn quốc của chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 36. Phôi mini của anh chị em. Dạ. Chiều cao của phôi là 35. Hoành của phôi là 17. Số đế là 30. Cái mã số 36 này xin giao lưu với chú anh chị mình là 180.000, bao phí ship toàn quốc của chú anh chị mình luôn ạ. Đế rất là sát ha. Dạ. Nhỏ nhưng có duyên. Mã số 37. Chiều cao của phôi 40. Hoành 18. Số đế 30. Cái mã số 37 này xin giao lưu của chú anh chị mình là 180.000, bao phí ship toàn quốc của chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 38. Chiều cao của phôi là 40. Hoành của phôi là 20. Số đế
25, mã số 38 này xin giao lưu của chú chị mình là 150.000 bao phí ship toàn quốc của chú chị mình luôn ạ. Mã số 39, mã số cuối clip của ngày hôm nay. Chiều cao của voi 60. Hoành 23 hoành. Rồi, cái mã số 39 này xin giao lưu của chú anh chị mình là 300k bao phí ship toàn quốc của chú anh chị mình luôn ạ. Về quý anh chị em mình tách một cái rễ này ra ha, chơi một rễ mình được cái rễ mini rất là đẹp quý anh chị em. Dạ. Rồi cuối clip thì con cũng mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị mình trong ngày hôm nay. Con xin nhắc lại là phôi bên con này bao sóng và bảo hành bao sóng và bao ship cho quý cô chú anh chị mình chơi nha. Thì mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị trong clip của ngày hôm nay. Rồi xin chân thành cảm ơn và hẹn lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn em Minh Phú nha.